Ô chào anh Mỹ. Ôi, khỏe không anh? Khỏe. Có mấy một anh ơi? Có. Anh biết sao không? Có một số người á là lên kênh YouTube của em. Rồi. Muốn hỏi anh là muốn hỏi anh Mỹ về cái tác dụng mà của cái máy một á. Là công dụng của nó làm gì mà nó có bao nhiêu loại máy một mình bán ở đây? Một bánh á. Nó rất là nhiều dòng máy đây. À, đây. Đâu? Bây giờ ở đây mình có mấy dòng máy một anh có thể là dòng Giang Ma. À. Lòng xéo. À. Đà, hàng này là hàng hệ. À. Hàng này giá thành thì nó hơi khá cao hơn là thằng này. À. Đó, như thằng này thì cái giá nó khác. Thằng này đâu có bánh đâu anh. Không có bánh đúng rồi. Em đó. Nói cái dòng một bánh nè. Một bánh này thì nó nhiều lắm bao nhiêu trong như thằng này. À. Thì nó là vậy thì thằng này nó rẻ tiền hơn. À. À. Thằng nói nhiêu anh? Rồi, thằng kia nữa. Thì nói chung ra nó tầm nếu mà một bánh này nó phải nằm từ 5 triệu đến 7 triệu nó tùy theo cái hàng. À. Có nghĩa là thằng thường thì nó chỉ có 5 triệu thôi. À. Và thằng đẹp thì nó hàng hệ nó phải lên 7 triệu. À, cao hơn mắc chứ gì? 6 triệu, 7 triệu. Bớt được không? Thì cái đó còn 4 triệu bán không? Chứ bây giờ cái này do khách hàng lựa chứ còn bây giờ mình nói không được. À, có nghĩa là thi lúc nào ta phải lựa hàng đẹp á. À vậy hả? Đâu anh giật thử con này coi nổ không anh? Này chưa dọ, chưa nổ được. Được, anh giật đi. Chưa nổ. Anh giật đi. Không nổ là bắt công kỳ lắm. Đâu? Chưa. Bắt công tắc chưa? Mà. Đây nè, anh giật thử coi. Nổ mà. Đây hàng nội địa mang về nổ chứ anh nói đùa anh. Có, nó chưa có sáng. Hết xăng rồi. Trời. Hết xăng. Thấy không? Cái hàng mà quất từ 8 đế đời vương mà quất ra cái là nổ. Thấy không? Nó cũng hên xui rồi. Hên xui thôi. À rồi. Thấy không? Em đoán là nổ mà. Không, bây giờ em hỏi anh như vậy nè. Rồi. Đây ngồi xuống đi. Ngồi xuống cho khỏe một chút đi. Rồi. Bây giờ là cái thằng này là nó như một cái máy này là 4 ngựa hả anh? Rồi. Nó tổng cộng là bao nhiêu lưỡi dao? 2, 4, 5, 2... 4, 5, 10 lưỡi dao. Cái tác dụng của nó để làm cái việc gì anh có thể nói cho biết không? Cái thằng này là một là tác dụng là đào mương. Rồi hai nữa là nó cũng vẫn làm cỏ được. À. Nó là do cái bộ dao này thôi. À. Là người ta thích đào. À. Người ta gắn lưỡi rất là ít. À. Đào mương rồi ở đây nó có cái là cái móc luống để nó xẻ ép luống ra. À, đào mương hình như họ tháo cái này họ rút bớt một rút bên rút ra. Bớt. À. Còn nếu mà ép luống người ta cũng vẫn băm đất được à. Bình thường hết. Thí dụ mình xới đất để làm cải đâu được không? Cỏ bồn xới làm cỏ bên lên rau ở bên rau la ghim á. À. Là vẫn làm được bình thường. Ủa làm cỏ sao làm ta? Cỏ thì lưỡi cho thêm lưỡi vô. Nó có một bánh sao làm nổi? Được. Đi té sao? Được hết. Hả? À. Cỏ là cỏ có nghĩa là cỏ trong bồn á, trong mấy cái bồn cây á rất là ít cỏ. À. Chủ yếu là băm lên là bón phân. À. À, nó như vậy. Chứ không phải là cỏ lớn nó làm không được đâu. Tại cái công năng của nó là như vậy. Đâu bây giờ thí dụ cái máy này nó nổ rồi nè. Giờ anh đi vài động tác cho em xem thử được không? Nó nổ mà còn xăng mà, còn chút. Nói chung được. Đâu, thí dụ đi. À, lên xuống. Đâu lên xuống đâu? Ủa? Em tưởng nó bóp cái đó là mình thắng xe lại chứ nó lên xuống à? À. Hình như lên có một tay à anh ơi? Lên có một tay một à? À. À đúng rồi. Rồi tay bên này làm gì? Rồi anh để chân vậy anh chạy luôn thử coi. Nó chạy vậy mà không ngã hả? Ủa? À sới riêng hả? À vô giò quá anh, dễ vô giò quá. Đây,
thân mà vô gì. Hả? À. Được, đúng không? Đó, à. À, cái máy mà máy một bánh này cái công dụng nó là mình đi, mình đi mương đi đồ đều được hết. Hả? À. Mình đi mương đi đồ đều được hết. À, cái tay kia là bóp chạy hả anh? Đè xuống. À. Nó quay ngược lại được không anh? À, như vậy là khi nào mình đánh bồn là mình để im chỗ nè, đúng không? Mình giữ yên máy vậy là mình bóp cái đó là mình đánh thôi, đúng không? Là thằng kia nó đâu có quay đâu. Ồ, hay. Hay hay. À. À, sới nhìn cái chậm là bên này. À. Sới tua lẹ tôi chậm là bên đây. Cái này là sới. Bên đây là lẹ. Vàng bên này là số sới. À, số sới mà cái này lẹ dưới này chậm. À. Còn bên này là số tới luôn. Số tới luôn. À, chiếc này nhiêu ông chủ? 5,5 triệu nha. À rồi. Ô, máy UV nồng xíu. Mà máy để bao nhiêu lâu này chưa có làm gì hết. Tự nhiên nó còn xăng bên Nhật luôn, à, anh giật dạ. Phát nổ luôn. Thì con có gì con vậy luôn á. À. Thì con đứng nghĩ gì giờ giật cái nổ luôn. À, giật cái nổ luôn. OVH. OV. Đô HV. OV. À. Cái OHV nó là cái gì ta? Nó là nồng xéo, máy nồng xéo. À, nồng xéo ghi là OHV. Đúng rồi, OV. À à. À. Đây là ông chủ, đây ông chủ nông cơ, đây là Vũ đây, đây là anh Vũ đây, anh Vũ anh chủ của nông cơ này đây. À, như vậy là ở đây mình có bao nhiêu cái dòng máy một này anh ơi, tổng cộng bao nhiêu dòng? Có nhiều loại lắm. À, có thứ bánh xe này, có thứ bánh sắt nữa, bánh sắt. Bánh sắt, bánh cao su. Đây là một bánh nữa nè. À, một bánh. Bánh bánh mũ và bánh không có hơi. À. Bánh gai. À. Con đó chắc rẻ hả? Con đó rẻ. Hả? Con đó mấy triệu? Đó cũng giống như hệ này mà nó nhỏ nhiều hơn, có thể là nó từ 3-4 triệu. Triệu không, 5 triệu đổ lui, còn lại dù 5 triệu rưỡi nó phải 5 triệu. À, cái 5 triệu đổ lui là cứ trả lùi xuống, trả lùi xuống. Còn này 5 triệu đổ lên là trả lên. À, hiểu rồi. Cái hệ này thì nó lại rẻ hơn chút. À, cái bánh sắt là rẻ hơn. À, à, quá trời ha. Bánh 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 một hả? Đồ là bánh hai hết. À. Một có. Không có bánh rồi. À. Cái thứ không có bánh đó sao làm ta? À, do nó phải trực tiếp mà. Hả? À. Xuống dưới đất là nó tự băm luôn. Nó tự băm mình phải gài cây để mình giữ nó lại chứ. Cây này là để chịu nó đi nè. Cái cây này là để mình níu cái máy lại. À, lúc mình dỡ lên là cứ đi mình để xuống rồi nó chịu lại. À vậy vậy. À, à hiểu rồi. À. Thôi ở đây là ông Vũ Văn Lợi. Ngã ba Bình Lộc Cua Heo Long Khánh Đồng Nai. Rồi, các bạn nào mà có muốn mua thì điện thoại cho ông chủ nha các bạn nha. Ngã ba Bình Lộc Cua Heo Long Khánh Đồng Nai. Mình có để số điện thoại trên tiêu đề đó. Thì bạn nào mà muốn mua thì cứ điện thoại.